Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin của tạp chí Việt Nam Shipping Gazette. Tôi là biên tập viên Ngọc Quyền. Hôm nay, điểm tin mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả đó chính là lượng lớn container được xếp đầy trên tàu của CMA-CGM. Công ty vận tải biển Pháp CMA-CGM cho biết, con tàu CMA-CGM Jacques Cède với sức chứa 23.000 TEU đã lập kỷ lục thế giới về số lượng container khổng lồ được xếp trên tàu. Tàu container cực lớn ULCS, con tàu lớn nhất thế giới chạy bằng LNG, đã khởi hành ở cảng Singapore vào thứ Năm và chở 21.433 TEU, vượt qua kỷ lục trước đó là 20.723 TEU vào tháng 10. Con tàu hiện đang trên đường đến châu Âu trên tuyến FAL1 và chất đầy các container hàng gia dụng, đồ điện tử, máy móc và thiết bị bảo vệ cá nhân. Trong cùng chuyến hải trình, con tàu cũng được tiếp nhiên liệu 6.801 mét khối LNG lần đầu tiên tại cảng Singapore, biến CMA-CGM Jacques Cède trở thành tàu container lớn nhất tiến hành vận chuyển LNG sang tàu ở châu Á. CMA-CGM Jacques Cède được đóng tại nhà máy đóng tàu của CSSC ở Thượng Hải, là chiếc tàu đầu tiên trong loạt 9 tàu chạy bằng LNG có sức chứa khoảng 23.000 TEU. Các tàu đã được CMA-CGM đặt hàng vào năm 2017. Đội tàu container LNG của tập đoàn sẽ tăng lên 32 chiếc vào cuối năm 2022. Nhiên liệu LNG cho phép giảm 99% lượng khí SO2 phát thải hạt mịn và giảm 85% khí NO2, là một trong những thành phần quan trọng trong quá trình môi trường của tập đoàn CMA-CGM. Được biết, tập đoàn này trước đây đã vạch ra mục tiêu chuyển thành carbon trung tính vào năm 2050. Bản tin của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin của tạp chí Việt Nam Shipping Gazette. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo.